virus corona khởi phát từ đâu? Bất cứ đâu ngoài Trung Quốc, theo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giờ họ lại đang đưa ra những tuyên bố điên rồ nào nữa đây? Chào mừng đến với Trung Quốc không kiểm duyệt tôi là Chris Chappell. Tập này được tài trợ bởi Surfshark. Bạn nên sử dụng một phần mềm VPN như Surfshark để bảo vệ bản thân mỗi khi lên mạng. Các bạn, Chúc mừng ngày kỷ niệm. Sắp sửa tròn một năm, ngày người ta bắt đầu đưa tin về virus corona. Hay như tôi, vẫn gọi là virus trung cộng. Virus trung cộng đã thay đổi cuộc sống của chúng ta mãi mãi. Bạn tính ăn mừng sao đây? Tôi sẽ lại đi chữ thật nhiều giấy vệ sinh. Ai biết đợt cách ly tiếp theo là khi nào? Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ mừng kỷ niệm một năm virus trung cộng bằng cách duy nhất mà họ biết. Đổ lỗi cho những người khác trong năm qua trung cộng vẫn luôn tìm cách khuấy đảo thị phí về nguồn gốc thực sự của virus corona họ đã nhận được ít nhiều trợ giúp từ tổ chức y tế thế giới tháng trước tờ new york times tiết lộ một tài liệu nội bộ của tổ chức y tế thế giới và hóa ra họ chưa bao giờ điều tra nguồn gốc của virus các tài liệu cho thấy giới lãnh đạo who lặng lẽ đàm phán với Trung Quốc. Gạt qua bên chính các chuyên gia của họ, họ sẽ không chất vấn những phản ứng ban đầu của Trung Quốc, hay thậm chí tới kiểm tra chợ động vật sống ở Vũ Hán, nơi dường như là khởi nguồn của dịch bệnh. Khi Australia kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn cơn bệnh dịch, Trung Quốc lập tức phát động thương chiến với họ. Thật kinh tởm. Sao Trump có thể làm thế? Trump đúng là con dê thế tội hoàn hảo nhất. Nhớ chưa các bạn trẻ, nếu quên làm bài tập về nhà, cứ nói với giáo viên rằng Trump ăn mất bài tập nhà của bạn. Một cái cớ hoàn hảo. Trọng điểm là Đảng Cộng sản Trung Quốc không muốn chịu trách nhiệm vì virus trung cộng. Thế nên, Trung cộng một lần nữa cố khởi lên nghi vấn về nguồn gốc của virus. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên mạnh miệng rằng mặc dù Trung Quốc là nơi đầu tiên báo cáo có ca nhiễm, cũng không nhất định virus khởi nguồn từ Trung Quốc. Có lẽ Tổ chức Y tế Thế giới sẽ ủng hộ luận điểm đó nếu họ được cho phép vào điều tra. Triệu Lập Kiên tất nhiên còn nổi tiếng vì cố đổ vấy cho quân đội Mỹ vì tạo ra virus Trung Cộng hồi tháng 3. Đến cuối tháng 3, Trung Quốc chuyển sang đổ vạ cho Ý. Họ làm thế bằng cách bẻ cong phát ngôn của bác sĩ người Ý Joseph Ramosi. Trong một cuộc phỏng vấn với NPR, vị bác sĩ này nói rằng một số bác sĩ khác ở Ý từng nói rằng họ nhớ đã từng gặp một chứng viêm phổi rất kỳ lạ vào tháng 12 hoặc thậm chí là tháng 11. Thế là, truyền thông nhà nước Trung Quốc biến tấu thành ông ấy có ý nói rằng virus lan truyền ở Ý trước khi bùng phát ở Trung Quốc. Thông tin từ miệng một người khác không hẳn là bằng chứng kết luận. Và nói thế cũng không đồng nghĩa đó là cùng một loại virus. Nếu có là một loại đi chăng nữa thì khả năng truyền từ Trung Quốc tới là vẫn có vì có tới 3 triệu du khách Trung Quốc đến Ý mỗi năm. Bản thân Remuzzi cũng nói rằng Bắc Kinh đã bẻ cong lời của ông với màn tuyên truyền dập trong sách giáo khoa. Và ông nghĩ rằng virus chắc chắn đến từ Trung Quốc. Nhưng lây tới Italia sớm hơn suy luận trước đó. Nhân tiện, ca nhiễm chính thức được xác nhận đầu tiên ở Vũ Hán có từ hồi tháng 11. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc không công bố dữ liệu đó, ca đó vẫn còn chưa được coi là bệnh nhân số 0, nên chúng ta không biết ca nhiễm virus Trung Cộng đầu tiên là khi nào. Hay như Trung Cộng gọi nó lúc đó với cái tên là virus Vũ Hán. Vâng, virus Vũ Hán. Vì nó đến từ Italia cơ đấy. Tóm lại, thì những màn đổ vấy Italia và Mỹ là chuyện hồi tháng 3. Lúc này, khi số ca nhiễm đang tăng cao trên khắp thế giới, Trung Cộng lại một lần nữa dở trò vu vạ. Vu cho Mỹ lần nữa, rồi vu cho Ý lần nữa. Đó là chuyện thấy trước được. Nhưng giờ, một đối thủ mới đã xuất hiện. Ấn Độ. Vậy hãy cùng nhìn lại những tuyên bố mới và rất chính đáng mà Trung cộng đưa ra ngay sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Trung cộng đang nói rằng virus Trung cộng hoàn toàn không bắt nguồn từ Trung Quốc. Vậy họ lấy cái cớ gì để đổ vấy cho Mỹ lần này? Một nghiên cứu của CDC Mỹ phát hiện các mẫu máu ở Mỹ từ tháng 12 có chứa kháng thể của virus Trung cộng. Thế nghĩa là virus đã lan tới Mỹ sớm hơn nhiều so với suy đoán trước đó. Phát hiện này bổ sung thêm bằng chứng rằng virus đã lặng lẽ lan ra khắp thế giới trước khi giới chức y tế và công chúng nhận thức được. Dẫn đến kênh truyền thông nhà nước tôi yêu thời báo hoàn cầu. Cho rằng thế có nghĩa là virus có ở Mỹ trước khi có ở Vũ Hán. Viết rằng Trung Quốc không tìm cách thay đổi nguồn gốc của virus như một số báo chí phương Tây quy kết sự thực là trung quốc có lẽ mới là người thổi còi báo về đại dịch vâng trung quốc là người thổi còi cũng như lý văn lượng bác sĩ thổi còi ở vũ hán cảnh sát bắt anh vì anh lên tiếng cảnh báo sau đó anh qua đời cũng vì corona và trung cộng cũng là người thổi còi như anh ấy điều tôi rút ra được là chúng ta nên bắt giữ trung cộng còn về phía Italia, truyền thông nhà nước Trung Quốc lại dẫn lời một chuyên gia khác nói rằng virus Trung Cộng không khởi nguồn từ Vũ Hán. Lần này là từ một chuyên gia Đức, nên đáng tin hơn nhiều. Ông ta nói, virus corona chủng mới đang hoành hành khắp thế giới không đến từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, mà là một chủng biến thể từ Bắc Italia. Trừ việc cũng như vị bác sĩ hồi tháng 3 kia, họ cũng đã bẻ cong lời ông này. Sau khi tin tức xuất hiện, ông này tweet, Truyền thông Trung Quốc sử dụng sự xuất hiện của biến thể chi ở Italia làm công cụ tuyên truyền. Đại dịch A-cóng virus corona khởi nguồn từ Trung Quốc và dịch bệnh có thể đã bị che đậy ngay từ lúc mới bắt đầu. Còn về tuyên bố virus Trung Cộng khởi nguồn từ Ấn Độ, đến từ một nhóm nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu hàng đầu Trung Quốc, Học viện Khoa học Trung Quốc. Rất là đáng tin cậy. Bài luận vốn chưa được bình duyệt. Loại trừ khả năng Vũ Hán là nơi khởi nguồn của virus corona, nhưng lại đề cử Bangladesh, Mỹ, Hy Lạp, Úc, Ấn Độ, Italia, Cộng hòa Séc, Nga và Serbia vào danh sách các quốc gia tiềm năng. Thế là nhiều nước lắm đấy. Họ chỉ nhắm mắt quay qua địa cầu rồi chỉ lung tung chọn loạn hay là gì? Bạn biết không? Có người nói Trung Quốc không dung ý kiến bất đồng nhưng nói thế là không đúng. Có những người nói rằng virus corona khởi nguồn nào từ Hoa Kỳ, Italia rồi Ấn Độ quá là nhiều ý kiến khác nhau đi ấy chứ, nhưng chắc chắn không đến từ Trung Quốc đâu. Đó là nơi duy nhất họ không được phép chọn. Màn tuyên truyền nhằm để người ta tin rằng virus Trung Cộng không phải là virus Trung Cộng này. Có thể nghe rất đáng cười, nhưng có lý do để Trung Cộng làm thế. Không phải chỉ vì họ không muốn bị đổ lỗi là thế này. Virus Trung Cộng đã giúp rất nhiều người thấy rõ bản chất thật sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là thảm họa PR với Đảng này. Nhưng mọi khủng hoảng đều đi kèm một cơ hội. Thế nên giờ Trung Cộng sử dụng virus corona để tiến hành một cuộc chiến tuyên truyền và hồi sinh hình ảnh của họ bằng ngoại giao khẩu trang đã phản tác dụng. Nhưng đó là 8 tháng trước mọi người đã quên sạch điều quan trọng bây giờ là trung quốc đang chiến thắng trong công cuộc hồi phục kinh tế toàn cầu đó là lý do bạn nên đầu tư vào trung quốc thêm nữa họ đã có vaccine bạn biết thế nghĩa là gì không thời của ngoại giao vaccine đã đến con ruồi duy nhất trong hộp thuốc mỡ là người ta vẫn còn nhớ đảng cộng sản trung quốc làm lây lan virus trung cộng ra khắp thế giới ra sao do đó truyền thông nhà nước trung quốc cứ phải nhắc đi nhắc lại rằng virus hoàn toàn không khởi nguồn từ Trung Quốc. Họ nói càng nhiều, có lẽ người ta sẽ bắt đầu tin. Nên thực ra những gì Trung Cộng đang nói là Trump đã ăn mất bài tập nhà của họ và tập này được tài trợ bởi Surfshark. Mỗi khi lên mạng, bạn nên sử dụng một phần mềm VPN như Surfshark để bảo vệ danh tính vì chính phủ và nhà cung cấp dịch vụ Internet có thể đang theo dõi bạn. Nhưng kiểu kiểm soát đại ca này không phải là lý do duy nhất để dùng VPN. Bạn còn có thể sử dụng Surfshark để truy cập các trang web chỉ truy cập được từ nước khác. Giả sử bạn muốn xem một show truyền hình về khoa học, tất nhiên là tôi đang nói đến Rick và Morty. Nhưng bạn không thể tìm thấy Rick và Morty trên Netflix tại Mỹ. Vậy, hãy sử dụng Surfshark để chuyển vị trí sang Mexico. Đăng nhập trở lại. Và... Nó đây rồi. Nếu vì lý do nào đó bạn không muốn xem Rick và Morty, thì còn rất nhiều phim và chương trình truyền hình bạn chỉ có thể xem nếu đăng nhập vào Netflix từ một quốc gia khác bằng cách sử dụng VPN như Surfshark. Một tính năng hữu dụng nữa là bạn có thể xài trên bao nhiêu thiết bị tùy thích với chỉ một tài khoản Surfshark. Vậy, hãy sử dụng với bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày. Surfshark còn có khuyến mại đặc biệt cho các fan của Trung Quốc không kiểm duyệt. Truy cập Surfshark.com Uncensored và dùng mã ăn sensor để được khuyến mại đặc biệt là thêm 4 tháng sử dụng miễn phí bấm vào đường dẫn dưới đây một lần nữa tôi là Chris Chappell. hẹn gặp lại